Trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có những diễn biến hết sức phức tạp, có yếu tố bất ngờ. Tính đến ngày 9 tháng 2 năm 2022, toàn tỉnh có 3.721 ca mắc, 8 ca tử vong. Trong đó, chỉ riêng trong 2 ngày, mùng 7 tháng 2 và mùng 8 tháng 2, có số ca mắc được ghi nhận là 225 và 333 ca, cao nhất từ trước đến nay. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nam nhấn mạnh, việc quan trọng nhất là việc phủ tiêm vaccine mũi 3 cho người dân từ 12 tuổi trở lên. Tuần tới sẽ là tuần cao điểm tiêm chủng, kéo dài cho đến hết tháng 2. Vì vậy, toàn hệ thống cần tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo việc tiêm chủng diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Bên cạnh đó, cần hạn chế tối đa việc đưa F0 và F1 vào các khu cách ly tập trung, trừ những trường hợp nặng cần theo dõi y tế liên tục. Thành lập ngay các trung tâm điều trị trực tuyến COVID-19 để giảm tải cho hệ thống điều trị. Khuyến khích hệ thống y tế tư nhân tham gia vào việc điều trị COVID-19. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đồng chí Võ Văn Hưng nhận định, cho tới thời điểm này, việc phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quan trọng để vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế. Việc cần thiết bây giờ là thay đổi chiến lược và phương pháp. Thì trong tình hình này, chúng ta phải thay đổi chiến lược trong cách quan điểm và cách tổ chức thực hiện. Nếu như chúng ta áp dụng hôm nay với cách đây khoảng là của năm 2019 thì hoàn toàn khác. Và cuối năm hay là đầu của năm 2020 và khoảng tháng 7 tháng 8 của năm 2021 là cũng khác. Thế tôi đề nghị là các đồng chí phải thay đổi chiến lược, mà tôi nghĩ rằng cách tiếp cận của các đồng chí cũng đã khó rồi. Các đồng chí trong ban chỉ đạo phát triển đây cũng rất là cái này, việc này thì được hết là tôi cũng rất là ghi nhận, đánh giá biểu dương rất cao. Đấy, cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là các đồng chí trong ban chỉ đạo đã lăn lộn, tức là xuống xuyên tiếp đến như vậy là tập trung chỉ đạo nhưng rất lớn. Và bây giờ là chúng ta phải nhận thức tình hình hôm nay nó hoàn toàn trước khi chúng ta tiêm vaccine. Thế tôi đề nghị là cái này thì các đồng chí đã có một sự lăn lộn, là có sự tùy tê, và chúng ta phải từ ngành y tế và cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là các đồng chí trong ban chỉ đạo phải thay đổi cái này. Nói như thế chúng ta là phải nói rằng thả lơ cái này ra, lơ là những cách kiểm soát, cách giảm lên, cách tổ chức như thế nào, thì tôi nghĩ đây là một cái việc quan trọng. Bên cạnh đó, đồng chí Võ Văn Hưng cũng yêu cầu các địa phương cần chủ động lên kế hoạch sửa chữa các khu điều trị F0, đảm bảo điều kiện cần và đủ để phục vụ công tác điều trị. Ngành y tế cần chủ động mua thiết bị y tế, sinh phẩm theo đúng quy định, không để thiếu thuốc điều trị và phòng chống COVID-19. Các cơ quan truyền thông cần tăng cường thời lượng, tuyên truyền để người dân có những cách sống chung an toàn với COVID-19. Đài phát thanh truyền hình tỉnh đưa tỷ lệ phần trăm tiêm chủng của các huyện lên bản tin hàng ngày. Xác định cuộc chiến với COVID-19 là cuộc chiến còn dài. Vậy nên, toàn hệ thống cần thay đổi tư duy, không chủ quan trong công tác phòng dịch, đảm bảo 4 tại chỗ để phát triển kinh tế trong giai đoạn bình thường mới.